vào chức năng customize này, vào chức năng unit setup. Cái mục magic của các bạn có thể nó không sáng, thì chúng ta sẽ muốn nó sáng lên, chúng ta sẽ bật vào đây. Có bạn có thể nó là chức năng center thì bạn cứ chọn cho mình là chức năng millimeter. Sau đó bạn vào phần system unit setup này, có bạn lúc đầu có thể nó là inch là cái gì đó, chúng ta chuyển lại cho mình vào chức năng millimeter, sau đó bấm ok. Thế nào để cài đặt về hệ thống, đây chúng ta sẽ còn cài đặt một số chức năng nữa. Bạn vào phần bảng customize này, vào chức năng preferences này, trong này nó có chức năng là xin undo, đây là số bước cần dùng z thì mặc định nó là 20 thì bạn có thể tăng lên. Cái này phụ thuộc vào RAM nhé, RAM bạn nhiều thì bạn tăng nhiều, mình nghĩ khoảng tầm 30 đến 40 bước là ok lắm rồi. Tiếp theo đến thông số scene selection. Chức năng scene selection này nó giống với chức năng trong AutoCAD. Bạn nào đã dùng đến CAD thì biết chức năng này, có nghĩa là khi mình quét chuột phải sang bên trái thì nó là chức năng crossing. Còn bình thường thì nó sẽ là window, nếu chúng ta quét ngược lại từ đây ngược lại. Tí nữa mình sẽ chứng minh cho bạn chức năng này nó như thế nào, thì tạm thời các bạn chỉ cần check cho mình vào đây là được. Tiếp theo trong phần file này này thì nó có chức năng là auto back. Số cái file lưu trong auto back thì đây hiện tại mặc định nó đang để cho chúng ta là 3 file. Ví dụ trong sự cố nó, ví dụ trong vòng 5 phút nó sẽ lưu một file, 5 phút sau nó lưu file thứ hai, và 5 phút sau nó lưu file thứ ba. Hết 5 phút sau nó lại quay lại, nó lưu file lần chồng lên file đầu tiên. Cứ chu trình như thế nó lưu lại. Bình thường ban đêm mắt mình hay để khoảng độ 8 đến 10 phút thì tùy các bạn. Tự động 8 đến 10 phút nó sẽ lưu lại một lần. Thay vì chúng ta bấm phím Ctrl S thì đây nó sẽ lưu. Nhưng cái chức năng này mình cũng cảnh báo trước với các bạn là làm cái gì tâm đắc, cảm thấy nó ưng ý mắt mình ấy, là Ctrl S luôn. Chứ đừng chờ cái auto back này, đôi khi là nó không lưu đâu. Sau đó bấm ok. Rồi mình sẽ mở các bạn, chỉ cho các bạn cách, ví dụ đang vẽ mà văng file, hoặc là chúng ta muốn lấy cái file trong auto back làm sao để lấy được. Chúng ta vào Windows, vào C cho mình. Sau đó chúng ta vào mục document. Sau đó vào 3ds Max. Tìm đến auto back. Thì trong này nó sẽ lưu đây của mình như mình đây này. Đấy, các bạn bấm nút Date Modify này sẽ được nó báo được cái thời gian. Rồi các bạn khi mà đây chúng ta không nên kích đúp mở trực tiếp trong này, mà các bạn muốn lấy cái file số 3 này, chúng ta nên copy cái file số 3 này xong rồi đưa vào cái thư mục chúng ta đang làm việc ấy. Nó paste vào đấy nha, chứ đừng ta mở trực tiếp trong này. Không nên mở trực tiếp đâu, ví dụ nó sinh ra lỗi nó lại hư luôn cái file AutoCAD của các bạn. Và trường hợp này có xảy ra và các bạn mới sẽ bị nhiều. Copy những cái file AutoCAD này ra, copy. Ví dụ mình đưa ra desktop, mình paste ở đây. Sau đó mình khởi động 3D Max lên, sau đó mới mở trực tiếp cái file này. Nếu nó có lỗi cái file này thì vẫn còn quay lại vào bên trong.